Hướng tới đại hội đại biểu hội cựu thanh niên sung phong tỉnh Sơn La lần thứ tư nhiệm kỳ 2021-2026, chiều ngày 29 tháng 11, hội cựu thanh niên sung phong phối hợp với tỉnh đoàn Sơn La tiến hành dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ thanh niên sung phong tại khu di tích lịch sử ngã ba cò nòi, huyện Mai Sơn. Tại chương trình, các đại biểu cựu thanh niên sung phong và các đoàn viên thanh niên đã kính dâng những nén hương hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, thể hiện sự tri ân sâu sắc với thế hệ những người đồng chí, đồng đội những người anh hùng của dân tộc đã không tiếc máu xương, tuổi xuân, dâng chọn đời mình cho độc lập tự do của dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân ngày hôm nay. Trước anh Linh, các anh hùng liệt sĩ, thanh niên sung phong ngã ba cò nòi, Hội cựu thanh niên sung phong tỉnh, nguyện tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng thanh niên sung phong Việt Nam, ra sức thi đua thực hiện tốt các chương trình hoạt động của địa phương, trong đó chú trọng công tác xây dựng tổ chức hội, quan tâm giải quyết các vấn đề chính sách và đền ơn đáp nghĩa, tăng cường công tác giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống thanh niên sung phong cho thế hệ trẻ, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước giao, xây dựng hội trong sạch vững mạnh. Đại hội đại biểu Hội Cựu thanh niên sung phong lần thứ tư, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 11.